con lắc cam sạ các bạn này. Đây là những con lắc cam sạ được anh em lấy đá thô và gia công ra thành con lắc cam sạ. Những con lắc cam sạ bằng đá thanh trắng này, đá trắng này, này đá anh hồng các bạn này. Mua tìm những con lắc cam sạ thật ở đâu? Anh em nhà sàn Tây Nguyên thường lựa tìm những cục đá thô, thạch anh thô tự nhiên và làm ra những con lắc cam sạ. Anh em sẽ đi lựa những cục đá thô hồng tự nhiên, thô hồng tự nhiên, soi bên trong, soi bên trong, soi bên trong, và nếu có độ trong, độ hồng thì anh em nhà sản Tây Nguyên sẽ đi gia công thành những con lắc cam sạ. Đây là những viên đá thạch anh được anh em làm ra, lật lại chọn lựa chọn và làm những cục đá anh hồng. Còn đây là viên những cục đá thạch anh tinh thể được anh em lựa đi làm những thạch anh trắng các bạn ạ, trắng các bạn ạ, viên hồng của bạn này khá là hồng. Ánh sáng đặc xuyên qua là sàn đỏ hồng đỏ tươi, và anh em sẽ đi gia công thành những con lắc cam sạ. Ngoài các con lắc cam sạ được các chuyên gia phong thủy, các nhà cam sạ để đo năng lượng và tìm những vật chứng và bói toán các bạn. Đây. Một số các cô bác thì dùng con lắc bằng đồng, bằng chất liệu gì cũng được. Có các cô bác thì thích làm bằng đá thạch anh, vừa trang trí vừa năng lượng. Anh em sản xuất người xin chào. Nếu các bác cần những con lắc cam sạ tự nhiên, hãy đến nhà sản xuất Nguyên. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.